Thân bắt máy lượm làm video với nó mà. Hay bí. Con này làm gì đấy? Nó cứ xù lông lên xong rồi nó gò kiểu nó dọa ấy. Ấy. Công kìa. Chu. Chu bay loạn hết lên. Công đẹp vãi, con người to. Công đẹp quá. Sang bên kia còn quay rõ hơn kìa. Cần gì có lỗ. Ui, hai mẹ con nói chuyện với nhau kìa. Đây, hai mẹ con đang nói chuyện với nhau. Úi giời. Hôn hít. Hai con này đang dọa đánh nhau à? Đấy. Đánh luôn. Nó dọa quá nhau. Đánh, ui giời. Quánh. Quánh công đi. Con đẹp gì đấy? Con chim mày hay quá. Không biết chim gì ta. Anh có kỷ lục của anh ở bây giờ nhìn nhất bao nhiêu người là xem? Không nhớ. Dọa em 300 bao nhiêu dọa gần nhất là rồi dọa con đấy con kia ra có biết ra gần 1.000 xem chắc con này bị thương nhiều lắm rồi nhỉ hay.